Bài phát này nơ, tiền vua nơ. Vì thằng bà nó bà sướng lắm nè nơ. Vừa tiếng Thái vừa tiếng Kinh đấy. Bài bài uống được không hả? Phương Anh tí đi nha. Dạ, mời chúc quý bài. Người Thái thì ăn cơm nóng, tắm cưới chuồng. Quả mắc có đây. Quả mắc có. Cái này là nộm hoa. Hoa chuối của heo đen. Bì, bì heo. Bì heo. À, mình nói là da bì lợn, à bì lợn, trời ở đây mình nói là da heo, đây là bì lợn. Cái này vị trí ngồi nó có quan trọng gì không anh? Cái vị trí ngồi trên bàn huy ăn cơm nào? Ông bà ngồi đây, con cháu phải ngồi bên kia. Con cháu thì không được, con dâu thì không ngồi bên này được. Chết rồi. Cái cột biên giới này kia con gà đứng trên này. Gáy một phát là ba nước đều nghe. Cái hướng này là gì? Thung khụa. Thôi xe để đi lên điểm cực tây của Việt Nam rồi. Có xe Tây Gia gì không? Tây Gia không lên được. À đúng rồi. Cái này là Tây Gia. Đến gì máy? Tây Gia lên không được vàng. Đây là khúc chỗ xín thầu của thằng quân rồi. Chỗ các bạn lên muốn lên trên đó bạn phải qua cái chỗ đồn biên phòng của mấy anh này mới dẫn lên được nha các bạn, chứ không phải là tự lên đâu. Chỗ đó là gọi là biên giới giáp với Lào, các Trung Quốc. Có về đi. Giá xe bao nhiêu? 300.000 chỗ. Hai chiếc là 600 đúng không? Hai chiếc 600, còn anh này là dẫn lên riêng nè, là 400 nữa là 1 triệu. Khá là rẻ, đi chẳng luôn. Ô tô không lên được là mình phải gửi cái ô tô mình bên kia. Cái gì khó cho. Giờ tiền sao, tiền bạc trả liền hay là chiếc súng trả? Cháu cứ đi về được, cháu để ô tô lại đây cũng được. À, nhà cháu có 2 xe máy, cháu cứ đi về đi. Làm sao giờ sẽ chạy? Chị khó đâu, chị khó sẽ chạy. Chán nhỉ. Hả? Có ở ngay đây cháu trả rút thì cháu... À chị khó đây hả? Trời ơi, chị khó sẽ giúp con nít. Chị ra đây giúp con nít không đổi thăm thì làm sao mà mở được. À vậy hả? Mở chưa? Chưa, anh đã mở đâu. Dặn, dặn, dặn. Đúng rồi, đúng rồi. Dặn không đè được. Dặn sao? Ê, dặn đi hả? Trời ơi, không đè được hả? Ủa, chưa số, số, dạy, 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 con nổi cho. À, nổi này. Trời ơi. Liệu anh lái được không đây? Đường chứ khó đi phết đây. Đây là chỗ ra. Gì?
vừa từ từ ra, từ từ ra. Đấy vừa có cái chân này này. Ok bạn, tới đây xong rồi chúng ta không đi lên được nữa, tại để xe đây. Bây giờ theo ảnh. Đây thì đi bộ. Cái đường này là nó đang bị sạt lở này. À. Chỗ này sạt lở. Thì hiện tại là chưa sửa được đường cho nên là chưa thể đi lên cái chỗ này được. À, cái chỗ này đường sạt lở này. Đi một đoạn đó thì đi bên kia thì đến được sao. Sạt lở không đi xe máy được. Vâng. Chứ còn lần vậy là ủa mày tại sao mới xe lan can gì anh? Lan can này phải xây để chắn nó đâu, nó xanh thì không đi chỗ. À, đây là rừng nguyên sinh luôn nha. Mệt quá. Bây giờ mình sẽ lên đây 500 bậc cấp nữa bạn. Để thấy được Trung Quốc. Trên đó họ đi tuần, trên đó cầm súng các bạn. Đây lên cho mình. Mệt quá mệt. Đuối quá. Người ta lên bậc cấp cuối cùng để lên gì? Gì? Em phải chải. Đây là cột mốc rất đặc biệt nhất ở Việt Nam mình các bạn. Đây là cột mốc gọi là gì anh? Đây là mốc giao điểm. Giao điểm. Đây, các bạn từng nghe câu gì? Con gà đứng ở trên ai ba chải Điện Biên sao? Gáy một phát là ba nước đều nghe là đây. Chúng ta nhìn chỗ này là cái gì? Cộng hòa Xô Chủ nghĩa Việt Nam 2015. Nhìn qua hướng bên này 2005. À lộn 2005. Khẹp khẹp xõng xõng xõng. Tiếng Lào hoàng 2005 luôn. Bên này là cái gì? À, đây. Cái hướng này là cái gì? Trung Quốc 2005 bạn, Trung Quốc. Có nghĩa là nhìn hướng từ chỗ này, bạn nhìn qua bên đó sẽ là Trung Quốc nha các bạn. Đây đây. Cái hướng này là xuống đây nè. Đây là của Trung Quốc. Nghĩa là cái bậc thang này của Trung Quốc, các bạn không được bước xuống nha các bạn. Đây là xâm phạm lãnh thổ. Đó, thì Trung Quốc họ cũng có làm một cái đường bậc thang để đi xuống để lên đây chơi với mình. Này. Còn đây là hướng của Viên Chăn Lào nha anh. Bên này là Lào. Lào. Thì bạn nhìn nè. Tại vì Lào không đủ kinh phí để xây lên trên đây du lịch nha bạn. Chưa, họ chưa có xây. Nhưng mà nếu mà họ xây thì họ sẽ đi bậc cấp cho đây lên. Đó, trục điểm của bên này là của Lào. Còn Việt Nam mình là có bậc cấp đây rồi, bạn nhìn thấy rõ rồi đúng không? Bậc cấp của Việt Nam mình là hướng đi thẳng lên là nhìn đâu cái biển Việt Nam luôn. Đó, cái cột biên giới này, cái con gà đứng trên này. Gáy một phát là ba nước đều nghe. Đúng anh, vậy là chứng tỏ là nếu mà Trung Quốc họ tuần tra là họ đứng chỗ này luôn. Vâng đúng rồi. Lại họ đứng chỗ này. Họ sẽ đứng bên khu này. Đây, Trung Quốc nếu mà có cầm lính mà ảnh nói là bên bộ đội Trung Quốc họ đi tuần tra sẽ cầm lính, họ sẽ đứng chỗ này các bạn. Đây nè. Bạn nhìn cái viền nè, thấy không? Thấy không? Hình bát giác các bạn. Đúng không anh? Đúng. Chia hình bát giác ra là Trung Quốc họ sẽ đứng chỗ này. Và khi lên đây bạn nhớ là không được chụp hình chụp ảnh với anh, gọi là anh đi bộ đội tuần tra bên Trung Quốc. Đúng không anh? Là chỉ được chụp bên mình thôi, lại chụp với anh bộ đội này thôi nè, anh này nè. Đó, anh này là tên Thắng. Đó, giờ hai. Đó, ở đây nhìn được Lào. Nói chung là rất là kỳ công đúng không? Quá là mệt luôn, nói chung là quãng đường bạn phải đi ô tô tới cái chỗ mình review bạn coi đi ô tô tới, sau đó bạn đi xe máy lên đây 15 cây và bạn loại bộ thêm khoảng 500 bậc cấp nữa để lên tới chỗ này. Check in. Cột mốc đây là gì? Điểm cực Tây của Việt Nam mình nha các bạn. Mình đi tới điểm cực Bắc là Lũng Cú đúng không anh? Cực Bắc là Lũng Cú, đây là cực Tây của Việt Nam mình, gọi là Em Ba Chải. Cục mốc này rất là đặc biệt luôn các bạn. Cái này nó giống như là bạn ở Nam Phi, bạn ra cái mũi gà Hảo Vọng mình review bạn coi. Giao giữa hai bên là Ấn Độ Dương.
với lại là gì? Ấn Độ Dương với gì? Gì? Đại Tây Dương. Quên bà nó, xong nhìn bên kia là Nam Cực, thì chỗ này nó đặc biệt y chang Việt Nam mình, đặc biệt là y chang như vậy luôn bạn. Rất là đặc biệt. Mình đứng bên Trung Quốc á. Ngồi bên Trung Quốc xíu được không? Ngồi đây được không anh? Được rồi. Được đúng không? Nhưng mà không xuống xuống được hả? Đúng rồi. Số sao? Bắt Trung Quốc bắt về nước. Ấy. Trung Quốc bắt về nước luôn hả? Em không chịu đâu. Khi nào mới bộ đội mới đó mới tuần tra qua đây anh? Em cũng không biết được. Bởi vì đi tuần là, đây là thùng rác của ai? Đây là thùng rác của Trung Quốc nha các bạn. Thùng rác của Trung Quốc là nó sẽ có hai cái bịch, hai cái ngăn như vậy. Rất là nhiều ruồi, quỷ Trung Quốc nó xả rác hết chứ. Để mình... Còn cái thùng rác của mình là màu xanh xanh, màu xanh hy vọng các bạn. Nhìn là biết liền cái thùng rác của Việt Nam mình liền, không lẫn cái đâu được. Tội nghiệp em Lào quá. Rồi giờ Lào muốn xây dựng là công nhận cũng kinh khủng á. Bạn biết ông GDP của Lào, các bạn biết bao nhiêu tiền bạn? GDP của Lào mình tính cho bạn biết là chưa tới 30 tỷ đô. GDP của Việt Nam mình là gì bạn? Hơn 300 tỷ đô. Và chúng ta nhìn vào Trung Quốc, GDP của Trung Quốc là 14.000 tỷ đô. Thằng Trung Quốc nó giàu hơn Việt Nam mình bao nhiêu rồi? Trung Quốc nó giàu hơn Việt Nam mình đâu đó là gấp 10 lần, là 3.000 tỷ. Gấp mình là cũng 30 lần các bạn. Trung Quốc giàu hơn Việt Nam mình 30 lần, Việt Nam mình giàu hơn Lào 10 lần. Là bạn biết rồi đó. Thôi đừng có xuống đây bạn, mệt lắm. Cái độ giàu của Trung Quốc là bạn biết rồi. Nên để xây lên trên này là Lào cũng phải tốn rất là nhiều tiền, không thể xây nổi. Đây là để đặt lên một cái, bạn biết không, để đặt một cái cột mốc biên giới như vậy là bắt rất là nhiều xương máu của bộ đội ta nằm xuống đúng không anh? Phân chia ranh giới bạn biết, để đặt những cột mốc này là ông cha ta đã nằm xuống rất là nhiều bạn. Rất là nhiều cuộc chiến tranh biên giới rồi bạn biết không? Điện Biên Phủ rồi các kiểu rất là nhiều. Từ Cao Bằng, Lạng Sơn bạn biết không? Rất là nhiều cuộc chiến bạn đi qua Đồng Đăng, Đồng Đồ rất là nậm ma, nậm bà. Rất là nhiều địa danh nổi tiếng trên lịch sử bạn biết rồi đó. Để những cột mốc mà ba hướng như gì, rất là nhiều xương máu ông cha ta nằm xuống. Bây giờ kết thúc video, chụp hình, sống ảo đi xuống ăn rồi review tiếp. Ok không anh? Nó bụng chóng mặt, quá chóng mặt. Tôi tưởng nó đi chút xíu không ai ngờ công nhận bất bả quá. Các bạn chúng ta đã tới nơi. Quá đói quá mệt. Giờ chúng ta sẽ chép tiền. Anh ăn cơm ở đây nhé. À. Chị chép tiền anh luôn hả? Vâng. Đây. Chị 400. 400. Tiếp chậm 100. Vâng. Thôi giờ về hả? Bây giờ tiền giúp anh trả xe sau. Vâng. Vâng, chào chị ạ. Ok, thôi về đi nha. Chúc anh đi chơi vui vẻ. Ok. Trời ơi, chắc là có lẽ. Giờ nó bị ăn đúng không? Dạ. Giờ mày nó bị ăn đúng không? Vâng. Bye bye nha. Đây là cái phòng của mình ở tại thị xã Mường Lây. Đây là không gian phòng khách của mình. Thì đi hướng ở bên này á, là cái phòng này của mình là phòng ngủ. Đó, cái bên là đây nè, cho coi phòng ngủ nè. Đó, đây là phòng ngủ của mình. Trời ơi, đọc nóng quá. Đây là cái phòng tắm của mình. Đó, không gian phòng tắm của 2 sao. Đây là bồn cầu. Vẫn có đồ xịt đít đàng hoàng nha bạn, ở trên vùng núi. Chỗ đây là cái bồn tắm sục. Vẫn có bồn tắm sục ở tại thị xã Mường Lây. Nhìn xe xịn mịn đó các bạn. Trời ơi, gối có đồ xịt đồ nằm đã luôn, tưng bừng. Thực sự cái phòng này của mình nó có 500 ngàn thôi. Đây là phòng VIP nhất ở tại khách sạn này và ở tại thị xã Mường Lây các bạn. 2 sao. Thật sự bữa mình ở trên Mường Nhé kinh khủng, nó không có một khách sạn nào các bạn, nó chỉ là nhà nghỉ thôi. Và mình ở trong cái nhà nghỉ cái phòng VIP nhất luôn là chỉ có 300 ngàn thôi. Mình ngủ không được luôn, gối nó cứ nhắc luôn mà. Nói chung là mình không review được các bạn. Tại nó là nhà nghỉ các bạn à. Thì không có gì lựa chọn cho các bạn lựa trên cái chỗ Mường Nhé hết. Thì xuống này mới là được cái khách sạn được 2 sao. Mình mới review cho bạn coi. Thật sự là mắt của mình à, nó bị thâm quầng luôn. Mất ngủ các bạn, ngủ không được. Xuống này mới thuê cái phòng này cho các bạn coi rõ. Mường Lây là cái gì bạn? Bạn thấy xa qua kia, bạn thấy là sông Đà đúng không? Đi qua đây cho bạn coi cái sông Đà cái đã, nói cho bạn nghe. Qua đây. Đó. Đây là cái phòng khách của mình.
rất là rộng, gàn ghế sofa luôn. Chỉ có 500 ngàn thôi mà không gian là thảm vẫn lót đầy đủ nha các bạn. À, ra đây. Đây. Đó, các bạn coi, xa xa vào đó là sông Đà nha các bạn. Đó, người lái đà là sông Đà, thấy chưa? Dòng ở kia có cái cầu nữa các bạn thấy không? Cầu bắc ngang qua dọc xuống chạy chạy từ thủy điện Sơn La qua. Đó. Cái đó Mường Lây là một thị trấn, một thị xã thuộc tỉnh Điện Biên. Thì mình đi A Ba Chải đúng không? A Ba Chải là giáp biên giới, một con gà gáy ba nước đều nghe. Thì cái thị xã Mường Lây là một thị xã nhỏ nhất cả nước các bạn. Cả nước Việt Nam mình thì cái thị xã Mường Lây này là cái xã nhỏ nhất ở tại Việt Nam mình. Trong tất cả các thị xã là cũng là thị xã có ít nhất phường xã này nọ nhiều, ít nhất luôn các bạn. Nói chung là nó hội tụ những cái gì mà nhỏ nhất, ít nhất của tại Việt Nam mình thì là cái thị xã này rất là đặc biệt là như vậy các bạn. Thì có một loạt sông Đà chạy ngang qua thì chỗ cái thị xã Mường Lây này sẽ giáp với tỉnh Lai Châu. Thì mình sẽ review cho bạn coi đồ ăn, thủy sản, thủy quái, sông Đà này nọ các kiểu cho bạn coi thử có gì ngon, hấp dẫn. Chạy xuống đây mệt đuối các bạn, chạy từ Mường Nhé chạy qua là bạn chạy quá trời đèo luôn. Mất ngủ bên Mường Nhé các bạn, tại mình đi lên A Ba Chải á, mình phải thuê cái chỗ khách sạn chỗ Mường Nhé để ngủ. Ngủ không được, giờ mới bò qua đây. Thì phòng bình thường ở tại khách sạn của này của mình là chỉ có 400 ngàn thôi. Mà bạn ở phòng VIP thì là 500 ngàn, thì đây là cái phòng VIP nhất rồi. Còn Mường Nhé khỏi nói, phòng VIP nhất 300 ngàn, nhà nghỉ các bạn à. Quá chán luôn. Ok, giờ chuẩn bị theo chân mình đi ra review kiếm gì ăn uống ở tại cái sông Đà này các bạn. Đây mình chính xác là từ sông Đà là chạy xuống nè. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because các bạn. Sau khi review các khách sạn cho bạn xong, hôm nay mình sẽ đi kiếm gì ăn ở tại bản người Thái. Thì ở trong này bạn biết không, cái đây là thị xã mới nên họ quy hoạch lại các bạn. Nghĩa là cái khúc chỗ mà cái chỗ mình quay cho bạn cái bờ sông Đà là người ta làm thủy điện Sơn La, Nậm Ba các kiểu, nên họ di dời dân lên trên cái khu chỗ này. Họ sẽ tập trung lại làm thành cái bản người Thái trên này ở rất là hoành tráng các bạn. Là những cái nhà này là nhà sàn nè các bạn. Rất là nhiều nhà sàn nhưng mà họ quy hoạch theo hình lô phân khúc giống như hình ô bàn vuông mà bạn thấy trong thành phố hay người ta hay quy hoạch như vậy các bạn. Thì đây, thì cho dù họ vô trong cái khu đường rất là đẹp các bạn. Đường vỉa hè này là cái kiểu hết nhưng mà vẫn giữ bản sắc của người Thái, là vẫn ở nhà sàn nha các bạn. Vẫn là người Thái gốc, đa số là người Thái trắng. Thì bây giờ mình sẽ dẫn cho bạn vô review cho bạn coi ăn, uống, sinh hoạt trong người Thái mà tại khu quy hoạch mà gọi là đẹp nhất Việt Nam bạn. Trong cái bảng gọi là đẹp nhất Việt Nam, tại một cái thị xã nhỏ nhất Việt Nam, ngay tại một cái địa điểm mà đặc biệt nhất Việt Nam, một trong những thủy điện lớn nhất ở Việt Nam, thủy điện Sơn La Hòa Bình. Ngay con sông Đà gọi là nổi tiếng nhất Việt Nam, người lái đò sông Đà trên sách giáo khoa. Đi vô theo chân mình thì đây là cái ngôi nhà. Giới thiệu lại lần nha, đây là ngôi nhà của người Thái, ngôi nhà sàn chứ không phải là ngôi nhà hiện đại đâu. Tuy bạn thấy là rất là hiện đại đúng không, nhưng mà nó là nhà sàn. Thì đây, chỗ này vẫn có số nhà các bạn ơi, số 10. Vẫn là có số nhà đàng hoàng luôn. Tại đây này phân chia khu rồi, có cống rồi đầy đủ mà bạn. Đây là cổng vào. Đây. Không gian cho bạn. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái ngôi nhà sàn nha các bạn. Ngôi nhà sàn tại thị xã Mường Lây. Đó, đi vào đây. Chúng ta đi vào đây một xíu cho thấy là những cái cột gỗ. Rất là xưa cũ, rất là đẹp các bạn. Nghĩa là nhìn rất là cổ kính đúng không?
bữa giờ đi toàn là nhà sàn mới không, đây là nhà sàn rất là đẹp, nhà sàn nghĩa là vẫn giữ nguyên, gọi là cái nhà sàn này mình xây lâu chưa anh? À, mình làm được 10 năm rồi. 10 năm rồi hả? Nhưng mà gỗ này gỗ được bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi rồi anh? Cái gỗ này thì tuổi đời nó nhiều lắm. Gì lắm mà lúc trước là anh ở dưới chỗ gần chỗ cái bờ sông Đà đúng không? Lúc trước là trong vùng lòng hồ. Lòng hồ, lòng lúc trước là ở trong cái lòng hồ mà thủy điện Sơn La. Xong cái mình di dời lên trên này. Là mình vẫn đem cái gỗ từ lúc mà nhà sàn mình ở dưới chỗ lòng hồ. Chuyển lên đó. Đây là những gỗ rất là quý hiếm mà rất là có giá trị. Anh là Thái gì ta? Thái trắng, thái đen. À thái trắng. Mình sẽ giới thiệu chút xíu cho bạn coi là ở trong này là có nuôi vịt nuôi đồ nè. Đây gọi là con vịt vịt sim ha. Nuôi con này con ngang hả? Con ngang mà. Con ngang chứ phải con vịt. Đây là con ngang phải con vịt. Không phải con vịt đâu, con ngang đấy. Ủa, chứ sao nhìn giống vịt vậy? Sao biết được ngang hay vịt? Ngang. Ngang hả? À, đó là những con ngang các bạn. Ở trên này có cái món rất là ngon, đó là ngang gì ta? Ngang băm nộm chuối giấy. Ôm hoa chuối. À ôm hoa chuối. Ôm lo chuối mình nói. Đó. Khu này là có nhà vệ sinh hiện đại đúng không anh? À chỗ này là đây là sinh hoạt nước hàng ngày, đây là có bể nước. À là nước mà lấy từ sông Đà lên luôn hay sao anh? Không à, nước máy rồi. Nước máy luôn, có nước máy đầy đủ luôn. Nói chung là kéo điện đường trường trạm là mới hết luôn. Mới hết. Chỗ này là mình nuôi gà. À, con gà con đằng này cũng ngang thôi mà. Gỗ là mình chất chỗ này. À thôi đây chỗ này là gì? Trong này là chuồng gà. Đó là chuồng gì? Chuồng heo hả? Gà thôi, gà heo. Không nuôi heo luôn hả? Nuôi gà thôi. Đây là con gì? Con vịt hả? Con ngang, lại con ngang. Lại con ngang nữa hả? Sao ngang nhiều vậy? Cái con dài vậy hả? Con ngang là cổ ngắn, vịt là cổ dài. Trời ơi. Ủa hướng này đi lên được không? Hướng này cũng được nha bạn. Đây cái chỗ này là cái hai hướng đó đi bạn đi lên, là cái chỗ nãy mình quay từ đầu qua là cái cổng đi lên cổng chính, đây là mình lên cổng sau luôn, mình đi vòng tròn luôn. Đây là chỗ sinh hoạt của người Thái trắng. Chỗ này có một cái bình nước Tân Á Đại Thành rất là bự. Nước này là nước máy sạch luôn chứ hả? Sạch hết luôn. Trời chỉ có nhà sàn của mình là di dời dưới kia là cái trăm tuổi lên trên này thôi. À đây là hiện đại hết này, vẫn có dao luôn, bén lắm nè. Dao này dao gì đây? Trời ơi chắc lắm bạn. Đây là những cái loại dao mà bạn bén lắm, sắc này dâu cho vịt cho gà ăn là bảo đảm luôn. Đây chúng ta sẽ vô đây mở giày ra nha. Thôi mở giày ra đi đó. Đây chúng ta sẽ giới thiệu không gian sống của người Thái trắng ở trên Mường Lai. Không gian rất là ấm cúng, bạn nghĩ là quay quần hết lên chính giữa này đúng không chị? Đúng rồi. À ăn cơm chỗ này, còn cái này là mình chia phòng ra mình ngủ. Đây là chi phòng, có theo quy tắc gì là phòng ba mẹ, phòng con cái? Có chứ, phòng của ông bà. Đây là phòng ông bà, à đây cho bạn, bà mẹ nó qua đây. Dâu thì phải ở đằng đây. À dâu là ở chỗ này, tại sao dâu chỗ này? Dâu là phải ở gần bếp. Người Thái là phải ở đằng bếp. À sáng sớm dậy là không động đến ông bà. À nghĩa là mình nấu ăn rồi là ở dưới bếp. Đó. Không động đến ông bà nội nữa. Đây các bạn, đấy là đây là phong tục của người Thái. Phong tục của Thái là dâu là ở sát bếp. Sáng dậy nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn là. Đúng rồi, có 5 giờ dậy sáng thì cứ động ông bà nội. À thì là 5 giờ sáng dậy. Ở chính giữa này là phòng. Chính cái này là của khách đấy. Của khách, à của con gái. Con gái là con trong gia đình. Còn đây là phòng của ông bà đó bạn. Bạn nhìn chỗ đây ông bà, cho em đi qua xíu nha. Đây là phòng của ông bà, anh chào bà. Đó. Thì cái này là gì? Đây là ai phòng thờ? Gian thờ. À gian thờ. Ủa này là của chủ gia đình của anh. Không. Ở sao đằng kia ở chỗ này là của cũng là khách thôi. Cũng khách luôn, khách là ở đầu. Ở đầu này. Ở đầu hết. À, cửa vào. À, chỗ này là cái cổng vào, là chỗ này có tivi, có kệ, thì thường là chỗ này là khách hoặc là chủ nhà ở chỗ này. Dạ. Yeah. Khách thôi. Đó, khách rồi tới tiếp. Phòng khách, à cái này là cái phòng khách của người Thái, đây là phòng khách nha các bạn. Thì tiếp theo chỗ này là cái phòng thờ, xong tới phòng của ông bà, xong phòng của con, xong phòng của dâu là ở cuối. Đấy, ngay cái bếp. À, của bếp. Rồi, mình sẽ nhìn xíu chỗ này, cái này là cái chỗ đi lên nè. Cái chỗ này á, đây là chỗ cái mặt tiền, cái chỗ cái mặt cái nhà sàn. Bạn hiểu không? Tại vì mình đi từ ngõ sâu lên các bạn không hình dung ra được, tại mình đi từ dưới thì lên. Đó, chúng ta sẽ ngồi đây, là thường sẽ hút thuốc lào này nọ, rồi chỗ này là phòng tiếp khách, đó ngồi đây xong vô phòng khách đó trước. Ok, ta sẽ vô. À, ủa này là mình người Thái hết luôn đúng không? Ở này có ai người Kinh không? Người Thái trắng hết luôn. Đúng. Sao gọi người Thái trắng hả? Thái trắng mà Thái đen về Điện Biên cơ. Đây còn khu Điện Biên là tặng cầu là Thái đen. À. Ghế. Đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ ngồi đây.
Ủa sao các ghế lại bị ngồi đất đi? Ngồi ghế đấy, ngồi ghế đấy. Ngồi cho nó ngồi. Đây là biết khách đó là ngồi cái ghế này để cho đàng hoàng, nhưng mà đúng là người trong nhà mình quay quần là ngồi dưới đất đúng không? Ngồi ghế. Ngồi quanh chân thấy đấy, ngồi quanh chân đấy. Thấy đi là ngồi khanh chân, ngồi thấy chẳng là ngồi ghế. À, thấy chẳng là ngồi ghế rồi. Đấy. Ngồi cho nó cao lên vậy hả? Đấy. Không ngồi thấp xuống đi cho nó vui. Ngồi thấp cũng được. Ngồi thấp được không? Được. Lắm rồi, thấp đi. Nắng núi là nó. Nắng núi á. Nắng núi. Nắng núi. Nắng núi. Nắng núi. Ngồi đây cho nó thoải mái. Nó thoải mái. Đó. Nó sẽ ngồi xuống là như vậy là mâm cơm của người Thái trắng đúng không ạ? Đúng rồi. Mâm này là món truyền thống của mình đúng không? Đây, Camille là đây chúng ta giới thiệu, anh giới thiệu một xíu món đi. À, món cá kìa, cá nướng. À, cá nướng. Món bún nè. Đây, món cá nướng thịt tươi mà. À, đây là cá nướng vịt tộp. À, cái nướng tốt là cái chép là cái gì ta? Cái chép. Cái chép của sông sông Đà. Sông Đà. À, cái sông Đà. Ăn. Rồi cái đây là món gì ta? Dưa chua. Dưa chua. Cải chua đúng không? Đây là chẩm chéo này, đây là chẩm chéo là chấm thịt gà này. Còn đây là quả mắc có, ở đây là thường ở dưới kia không có đâu. À. Nó vừa chua vừa chát để thì chấm ăn là ít mang về. Dạ, để giới thiệu đây, để em biết được rồi. Đây. Tiếp theo là cái gì nữa? Xôi, đây là những con xôi của người Thái ở đây họ hay dùng là những xôi làm bằng cái lá màu. Cái lá cây. Chứ phải là màu đúng không? Đúng là màu. Đấy. Rồi. Rồi cái này là nộm hoa chuối. À nộm hoa chuối với lại da heo đúng không? Đúng rồi. Heo này là heo gì ta? Heo đen không hay là heo trắng? Heo đen chứ làm gì có heo trắng. À vậy hả? Tại sao đây toàn heo đen thôi? Heo đen hả? Sao da của nó màu trắng hả? Hay là mình phải làm cho nó sạch luôn. Lợn. Lợn à, con lợn. Con lợn chứ. Lợn. À con lợn gì vậy? Con heo đâu phải con lợn. Con này là con con gà. Gà đồi luôn. Gà đi bộ. Gà đi bộ. Gà vườn. À. Gà đi bộ đấy. Cái này là cũng mèo quýt là trong nhà mình hái luôn. Không. Thế sao? Này cái này để mua. Để mua. À, cái này là canh măng. Được rồi. Canh măng bự. Canh măng bự. Cái tiếng của người Thái mình là vậy đó. Trắng đó, cái măng bẩn. Cái măng bẩn. À. Rồi. Tí thưởng thức xem nó có. Đây là cái mâm cơm đầy đủ của người Thái trắng các bạn. Bạn ngồi xuống đây, bạn về đây ngồi. Ngồi ngồi xuống ăn cơm. Tiếng Thái trắng ở trên này. À. Nó dịch nguyên văn luôn. Là măng bẩn. Ừ. À, cái này măng là của cái chè hay cái nướng hay là cái gì? Cái chè. Dạ. Măng chè. Rồi bây giờ mình ăn sao? Măng chè làm bẩn. Dạ dạ. Bây giờ mình làm chén rượu của người Thái. À, chén rượu. Đây là rượu ngô, rượu gạo hay là cái gì? Mình rượu gạo. Rượu gạo, dạ. Cái cả là mì lý, mì lý. Gia đình thì nấu. Dạ. Không phải đi cung cấp ở ngoài xa làm gì. Rồi là mình nấu trong nhà này luôn hả? Đấy à, em không thấy cái chỗ này anh nấu. Không, không phải chỗ này đâu, chị Thái. Cái này cái khu này là họ hàng mình nổi luôn nhau không? Thì đưa đi tham khảo thì... À, chút nữa mình sẽ đi... Đi mua chơi à? Chúng mình đi một vòng sông Đà với anh sẽ chở mình đi luôn. Được hả? Vòng vòng coi tham quan hết cái chỗ đi điện Sơn La Hòa Bình này. Vô chị anh em vô trước với bà. Bà khách này nô, tiền vua nô. Đi thăm bà nó bà sướng lắm. Vừa tiếng Thái vừa tiếng Kinh đấy. Bà uống được không hả? Phương Anh tí đi chào. Dạ, mời chú ý bà. Thăm đi tí đi chào. Bà thăm ơi. Dạ, cháu ở tuổi đấy. Cháu ở xa vì thăm bà sướng. Đi chắc thiền. Bà giờ hơn 80 tuổi rồi. Chết thuyền, chết thuyền. Con đứng lên đi. Tí đi chơi thuyền. Tí đi chơi thuyền đi. Dạ, mời bà. Để cho bà ăn đi, bà ăn đi, con ăn bà được không? Đi chơi thiền. Con, em cứ tự nhiên đi vì bà ăn thiền. Chơi thiền. Anh biết cách ăn thôi, ăn theo đúng kiểu người Thái đi. Chứ anh là biết cái tự nhiên ăn lắm. Bốc được, ăn bốc anh bốc cũng được. Anh bốc cũng được, anh bốc. Người Thái là phải ăn bốc ấy. Rồi, anh bốc đi. Rồi, anh ăn bốc đi, anh bốc. Người Thái thì ăn cơm nóng, tắm cửa chuông. Chính bản sắc văn hóa Tây Bắc của dân tộc đấy. Okay. Nhưng mà nhà nước về tái định cư khu cửa mới là vừa quay công trình phụ xong là mới khép kín thôi. À. Chính xác phải đi tắm suối. Ở đây có suối không? Đây suối nóng. Làm gì còn suối nó thành hồ hết rồi. Thành hồ, nó đây thành hồ cái điện Sơn La nó hết suối rồi. Dạ, mời bà ngồi ăn nha. Không, nói nhớ. Không, đi tắm chuồng. Ngoài suối quay nhiều clip đẹp lắm. Đó hả? Nói chung anh để tới suối nha. Anh chở mình tới suối coi người Thái tắm suối. Bây giờ hết rồi. Hết rồi. Thành suối nữa đâu, tao đồng hồ rồi. Đây là hình ông ta đi chơi thuyền. Ta coi thử cái này. Anh kêu sang cái này là gì ta?
quả mắc có đây, quả mắc có, quả chua, quả chát, quả chát. Giờ chấm chấm cái gì ta? Chấm với gà, chấm với chấm rau, chấm gà cũng được, chấm cái gì cũng được. Ủa mình cứ nhầm này sao không ta? Thế là chấm. Chấm ra, chấm ra, chấm ra. Cái này là gì? Cái đấy là hạt nó thôi. À cái hạt, hạt mắc có hả? Mình nêm thử xíu anh. Chua chua đúng không? Chua chua chát chát. Chua chua chát chát hình như có mắm nêm đúng không? Ngọt ngọt nữa. Đúng rồi, có. Cá mắm nêm. Cá mắm nêm à. Ai có miếng mắm nêm. Mắm khén. Mắm khén nữa hả? Mắm khén đó. Mắm khén. À đây. Đây quả của nó đây. Đâu quả đâu? Đây anh mượn coi. À, rồi tôi biết quả này quả gì rồi. Cái quả này là quả cóc. Không phải cóc đâu. Cóc hả? Mà cóc. Mẹ cóc rồi. Ok mẹ cóc. Nó cũng giống cả quả kia. Nó cũng giống cả cóc. Quả kia không giống nhau. À nó giống quả cóc. Nhưng mà là quả mẹ cóc. Ok. Giờ đây ăn thử cái này cái này. Cái này là mắc khén, mắc khén gì? Người ta làm chấm chéo để chấm chéo lá chanh. Thì những lá chanh. Tiết thì gà. À, ngon giống giống như muốn thịt chanh đó. Đúng rồi đấy. Đó, trong đó là có đủ các thứ. Em mà làm như người kinh mà. Chưa có kinh luôn. Đây. Có khăn giấy Việt Nam Mila luôn không hiểu sao cho tôi có Việt Nam Mila là sao. Đây là pa bỉnh tộp. Pa bỉnh tộp. À đây là pa bỉnh thôi, chứ tộp. Tộp là bẻ lại làm đôi đúng không? Đúng rồi. Cái này là nướng bẻ bỉnh. Là nướng banh hết ra các bạn. Còn tộp là gặp lại. Banh mà. Banh luôn. Có banh chứ. Có chứ, có banh nè. Đây ở trong giữa này là mình nhét mắt khén rồi lát ngò. Thơm ra ngoài. Anh thơm. Đây là bạn, đây là con cá. Cá này ở sông Đà không ta? Cá sông Đà. Đúng rồi, cá sông Đà mà. Đây là cá sông Đà các bạn. Gọi cá nhiếp hả? Trực tiếp luôn. Mình ăn thử không? Cái này cá rô phi. Cá rô phi. À, cá rô phi mà nó to vậy luôn á. Ủa, tưởng nó cá rô phi nhỏ bằng hai ngón tay rồi, nó to vậy luôn á. Cá này cá hồ, bây giờ là cá hồ. Ừ. Cá hồ. Cá hồ á, to 10 cân đấy. 10 cân, trời ơi. Nướng to cho bá lửa luôn. Ừ. Ok. Ừ, tê luôn. Con đấy im. Ăn, ăn rồi thả là con bóc của anh ăn đi, ăn ngồi xuống ăn. Ăn lộn, ăn lộn, ăn lộn. Em đi ngồi vào đây xíu này coi đồ ăn nè. Đây là cái món rau dưa. Rau dưa chua. Dưa mèo. Dưa mèo. Dưa mèo. Dưa cải ở vườn mình đấy. Đấy, cái cải này thái nó không phải dưa mèo đâu, mình trồng ở vườn đấy. Dưa tím đâu. Organic hết, nói chung là đồ này đồ. Gốc thì gốc của nó là dưa mèo. Dưa mèo nha. Dưa mèo người thái trồng. Dưa mèo nghĩa là dưa của người Hơ Mông đó đúng không? Đúng rồi đấy, mông đấy. Mèo là mông đó các bạn. Cái này là nộm hoa chuối. Hoa chuối của heo đen. Bì heo. Bì heo. À mình nói là da. Bì lợn. À bì lợn. Trời ở đây mình nói là da heo, đây là bì lợn. Giống cảm em người Nam. Từ sang bên đi sang bầu. Bì heo. Người Nam mà mình nói da heo với đây là bì lợn. Ăn ăn đi ăn ăn đi em ăn. Đây cái quả này không giống quả kia đâu. Quả này kia nó ăn mình ăn chua, quả này để chấm. Quay quần nữa bạn. Cái này vị trí ngồi nó có quan trọng gì không anh? Cái vị trí ngồi trên bàn huy ăn cơm nào. Bà ngồi đây, con cháu phải ngồi bên kia. Con cháu thì không được, con dâu thì không ngồi bên này được. À trắng ấy, bà bề trên mâm trên. Dạ dạ. Đây là mâm tròn đúng không anh? À cái là mẹ mà. Mẹ của anh. À mẹ của anh. Cái là mẹ à bà thứ mất cả ngọc à thứ ta ta phán mà nhưng mà ta. Đây mẹ là ngồi bên này bạn, bên này là con là phải ngồi bên đối diện. Chị ơi, chị ơi. Còn đằng này. Nói gì mình không để ý. Anh nói là cái chỗ này là giường, cái chỗ này là giường nên gọi là mâm trên, nhưng mà cái chỗ mà bà đang ngồi á là sau lưng là cái giường, nghĩa là mâm trên, còn phía này là gọi là mâm dưới. Cái nhà sàn á là của mình là hướng này hướng trên đúng không anh? Đúng không? Cái mặt này là hướng trên, cái mặt này là hướng dưới. Đó đó bạn. Rõ ràng như vậy mới hiểu được. Ôi vậy là chứ nó kêu bằng anh gì cho trẻ thôi, thật sự là phải 60 quá. Tại biết sao không bạn? Tại vì thật sự nãy giờ mình tại chú nãy giờ rất là trẻ nên chú kêu bằng anh biết rồi, thật sự là rất là lớn tuổi. Tại vì á mẹ của chú á là tới 80 tuổi nên chú chích ít nhất phải là 60. 75. Sinh năm 75. Chú là chắc phải 55, 50 không? 45. Rồi lớn tuổi lắm mà bạn, mình mới 28 thôi. Đó. Thôi nãy giờ kêu đây con gái lớn đấy. À con gái của chú. Rồi đây là vợ chú. Không, đây là cháu. Không phải. Ủa chị là cháu. À vậy là chắc là mình kêu bằng chị cũng được đúng không? Phụ nữ kêu bằng chị cũng cha chị. Đây là bằng cô. Chị gái. Chị gái. À vậy là đây là cô. Rồi biết mâm rồi các bạn. Thật sự là mình phải hỏi rõ ra sợ. Cái gì em nãy giờ nói không gì phải phép bảo vệ em nha, tại thật sự em chưa có rành lắm, tại nghiên cứu thử là người Thái trắng. Ủa chứ có khúc mà trên người Thái mà khúc chỗ
À, mà Sơn La là thái gì ta? Cũng là thái đen. Thái đen, còn bên này thái trắng. Trắng đen là khác phát phân biệt sao ta? Tặng cổ với không tặng cổ. Thái đâm, thái trắng. Tặng cẩu là cái gì ta? Tặng cẩu là có cái khi người ta lấy chồng ấy, người ta sẽ búi tóc lên. À rồi, búi tóc lên. À còn của bà là không cần búi. À tóc của bà là chỉ cần để sau thôi, còn búi là búi lên trên. À rồi. À là thái đen. Thái trắng là nó thoải mái hơn xíu. Cái đồ truyền thống có giống nhau không? Giống nhau thôi. Dạ dạ. À ha. Thôi. Tiếng nói khác nhau một tiếng. Ủa tiếng nói khác luôn. Giọng nói. Mình có bao nhiêu người Thái ta? Mình có thái trắng, thái đen. Rồi thấy gì nữa? Thấy xanh, thấy đỏ không? Thế không có đâu. À, trắng cái bông thôi, bông với bông đỏ. Bông đỏ. À, Thái không? Người Thái là người của Thái Lan qua đây hay là gì? Hay là sao ta? Không, gốc thì cái người Thái này là chính xác là của Thái Lan. À, gốc Thái là chính xác là Thái Lan. Thái trắng này. À, Thái trắng. Rồi, mời chú. Phải là Thái Tây Bắc này. Dạ. Bà vô đúng không bà? Rồi, mời bà. Uống sơ sơ lại cho mình xỉn sơ sơ được. Rồi uống gì? Tí đi chơi thuyền á, tha hồ mà quay. Dạ dạ. Để đang bảo nhá. Rồi rồi, chuẩn bị chơi cho cô. Là em ơi. Dạ, chị ơi chị. Cuối là để dành cho cô dâu. Dạ. Về nhà chồng thì tránh là động ông bà thế là dậy vào bếp là cứ thử thử một mình đấy. Dạ. À vậy à, thử thử mình bếp không? Rồi ơi. Để mình ăn được miếng gà của ông. Gà vườn đấy. Gà vườn đi. Vâng. Ủa cái gà này khác gì khách sạn em anh ở không em? Vâng, giống nhau vậy. Đúng hả? Đây là chấm dưới này đúng không chú? Chấm dưa chầm chéo mắc kiếm. Không. Đúng một chén đi chứ. Đây qua chút xíu thôi. Bây giờ mình ăn thử cái miếng măng này xuống nữa không là mình sẽ kết thúc để cho Caramel ăn các bạn. Mình sẽ ăn thêm xíu nào. Măng này măng bẩn. Măng bẩn. Của người Thái Tây Bắc. Cái măng này trắng rất là đẹp, măng ở dưới miền xuôi là hay người ta hay ướp măng với lại cái hầm hầm ướp vàng á. Cái đấy là măng khô. Cái này mình đi chặt cây về làm à? Làm luôn. Nó đây organic ăn rất là tốt sức khỏe chứ còn măng ở dưới vùng xuôi mình ăn là hay đau bụng lắm. Cái này là măng khô. Nó ngâm hết rồi. À. Ngâm hoa chết hết rồi. Ok các bạn thôi mình kết thúc video tại đây để chút nữa đi chung với chú ở sông Đà mình sẽ review tiếp. Bây giờ để cho Caramel ăn ngồi chung với quay quần với ông bà chứ để quay xong ông bà không có ăn được này nọ. Ok, vậy đi. Rồi ăn đó không? Tôi bị tắt camera là chú mới ăn được nè. Để xuống này coi thử cái bếp nãy chưa coi cho bạn coi cái bếp chỗ này. Có bếp củi đấy. Có bếp củi không? Đây. Chỗ đây là cái bếp để nấu ăn nữa các bạn. Thì đây là bây giờ là cũng có bếp ga rồi, nhưng mà lên này có vẫn cái bếp củi đàng hoàng. Đây các bạn, cái này để nấu nướng. Đó, chỗ này có cái ấm. Đó là son chảo đầy đủ. Đây là cái gian bếp nha bạn. Anh kêu là chú kêu là cái chỗ con dâu ở chỗ đây là đi ra chỗ này luôn là xong luôn. Chỗ này có cái gạt bên rê. À, chén bát, có tủ lạnh luôn, đầy đủ luôn. Có thử tủ lạnh có gì được không? Bụp. Đó, à, tủ lạnh cũng sẵn luôn. Ở đây là cái lan can ha cô. Đây các bạn, chỗ này là có chỗ này là lan can nhìn ở đây. Rồi, thôi mình kết thúc video tại đây các bạn. Để giúp đi sông Đà review tiếp. Các bạn sau khi ăn no xong chúng ta sẽ đi chèo thuyền dọc sông Đà. Đây là nhà gọi là nhà bác của bé này. Đúng rồi em. Ơi bố cắn tay với mày. Làm dịch của mình. Cái hướng này là đi ra ngoài bờ sông. Mấy quỷ dịch ngang chưa? Đây là à đây là con ngan. Ngan đúng không? Giờ đi ngõ này ra nữa các bạn. Đây là con ngưỡi. Đây con dịch. Đây là hướng ra bờ sông. Bạn nhìn thấy không, cái bờ sông này nó quy hoạch nhìn y như bên Hội An hay là ra phố biển vậy, bạn thấy không? Đây. Chỗ này chúng ta sẽ đi thuyền dọc sông Đà dưới đây. Bên kia là cái cầu Mường Bản. Cầu Bản Xá. À cầu Bản Xá. Đây. Giờ bạn sẽ đi xuống đây. Trong cái khu này rất là nhìn rất là đẹp. Đó, rồi bước xuống.
thấy được nước sông Đà mà để phải học trong sách giáo khoa rồi. Người lái đò sông Đà nè, đây chú này là người lái đò sông Đà nha các bạn. Bây giờ chú không có lái nữa mà chú gì chú có thuyền máy rồi đâu có chèo nữa đâu. Kẻ cá hô, kẻ cá hô đây, kẻ cá hô đây, những cái bạn nói á. Đi lên nha, đi lên thôi. Giờ mình sẽ đầu ơi. Lên. Đi được phải không? Ngồi được không? Đó, ngồi trong đó. Chú nắng rồi kìa. Thuyền này có chỗ đựng cá nữa bạn. Này. Bạn đánh cá xong rồi bạn đặng vô đây. Giờ mình làm người lái đò sông Đà lái cho bạn coi. Đây là nước sông Đà, Garmin quay nào đó. Trên kia là cầu Mường Sáng là to bự đẹp ạ. Cầu Bản Sáng nhầm. Nó lộn hoài à. Bạn thấy không, trong một cái thị trấn nhỏ nhất Việt Nam này nhưng mà cầu rất là nhiều, rất là đẹp bạn. Dài nhất, to nhất. Bạn biết đó, cái đây là cái thượng nguồn nha. Của thủy điện Sông La rồi, thủy điện Nậm Ba rồi, rất là nhiều. À, có ghế cho anh luôn hả? Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Vô trong đây. Chú xuống dưới hả? Lái. Sao ai cũng dồn hết gì đó. Trên này nó dảnh lắm. Ở trên này không có người lái đâu, ở trên này. Đó, bạn coi à. Bây giờ quá xuống dưới rồi. Chỗ đấy nắng. Nắng đúng không? Làm chiếu rồi bài bản không? Chia nắng, chia mưa. Chiếu để chơi nắng. Cái này bạn đi Hội An là cái thuyền màu mè, chứ ở đây là cái thuyền rất là nhìn rất là dân dã. Thuyền này chỉ đi lấy củi thôi. Lấy củi hả? Đi là không sợ, mà sợ lan đi. Đi dọc sông Đà trên thượng nguồn của thủy điện Sơn La với sông thủy điện Nậm Ba, thì dọc cái con sông Đà rất là nhiều thủy điện các bạn. Thì bạn biết lúc trước là người dân ở bản người ta sống ở dưới lòng hồ này rất là nhiều. Thì để xây cái thủy điện Sơn La là phải di dân di dời lên trên cái chỗ mình ăn, mình review cho bạn là làm thành cái khu. Thấy không? Những cái khu đó là gọi là giống như khu tổ dân phố gì á. Nhưng mà người ta vẫn duy trì thói quen là xây dựng nhà sàn. Thì tổng ở đây là khoảng 102 hộ bạn, 102 hộ là, nhưng mà trong đó có 98 hộ là họ làm bằng nhà sàn, còn lại 4 hộ là họ xây bằng gạch. Tại lúc đó là họ cũng kêu là hết rừng không còn gỗ để họ làm không cho khai thác nữa bạn, để làm nhà sàn nữa thì họ xây bằng nhà tường đó. Thì trong đó chỉ có 102 hộ gì các bạn, thì họ quy hoạch rất là đẹp. Thì đây là dọc sông Đà, thì lúc trước là họ sống ở dưới lòng sông Đà này các bạn. Tại vì khi ra xe thủy điện Sơn La họ phải di dời ra các bạn, tại vì nước nó sẽ chứa vô, nó sẽ ngập tràn luôn. Thì đây, rồi dòng sông rất là rộng bạn, đường xá ở trên kia là những con đèo, đi qua cầu này là cầu mường xá gì đó, à cầu bán xá gì đó. Trên đây sẽ có một cái cầu gọi là cầu hang tôm rất là nổi tiếng bạn, cầu treo là dài nhất Đông Dương ngày xưa, to bự đó. Trên này có rất là nhiều thứ gọi là nó còn là hoang sơ các bạn, so với như du lịch chỗ khác. Mình sống ở Thanh Bình đúng không? Đó, mình thấy không, giữa hai cái địa phận này là giao nhau giữa là Lai Châu với Điện Biên các bạn. Dọc qua con sông này thì có cầu bắc ngang qua, đi ngang qua Lai Châu với Điện Biên đó, một bên Lai Châu một bên Điện Biên. Thì cái thằng bản Mường Sa, Mường Lai này là giáp giữa Lai Châu với Điện Biên. Nước mát bạn. Quá đã luôn.
thì bạn biết đó, cái nước sông Đà này vẫn cung cấp nước cho người dân ở dưới Hà Nội uống nha các bạn. Đường ống sông Đà, đường ống sông Luống rồi này nọ, thì cái nước sông Đà từ trên đầu nguồn này là đi xuống làm thủy điện xong chảy xuống ở dưới Hà Nội để uống mà. Thì cái nhà chỗ mình ăn là họ chỗ này nè, họ chỉ là đây là nhà của họ ở, thì bây giờ là nước thủy điện lên. Ok các bạn, nói chung là hành trình mình đi tới Mường Lây ở tại Điện Biên, Sơn La cũng đã kết thúc rồi các bạn. Đi ăn ở tại nhà người Thái Trắng, đi dọc sông Đà này nọ chơi rất là hay ho luôn các bạn. Nhiều thứ hay ho thú vị mà bạn chưa bao giờ bạn thấy ở trên kênh YouTube của mình. Thì nói chung là cảm ơn các bạn xem đến giờ phút này nha. Nếu hay những cái kênh nhớ like, chia sẻ nữa. Mình còn review tốt thứ hay hấp dẫn hơn ở video lần sau, còn rất nhiều hành trình rất là dài. Thì mình đi quay với nhà em nói là mình sau khi ăn uống này nọ mình kêu tính thanh toán tiền vậy, không lấy nhà em không phải gì hết các bạn. Thì rất là hiền thật thà chất phát các bạn ở trên này á, thật sự. Nhớ còn bữa mình ăn ở khách sạn này nọ là vẫn thanh toán tiền bình thường các bạn, nhưng mà do người dân đây ăn uống xong họ tiếp đãi rồi xong họ dẫn đi chơi các tiện bằng thuyền không tốn tiền luôn. Nhưng mà nếu mà bạn xài dịch vụ thuyền này không, bạn đi không là khoảng 400.000 cái tiền dịch vụ nha các bạn, đi bằng cái thuyền này nè đó. Đó chưa tính tiền ăn uống các kiểu ở trong nhà sàn. Ở đây là mình đang vô trong nhà dân bình thường, người Thái Trắng bình thường nha các bạn, là chứ không phải là đây là chỗ làm du lịch đâu, đây là vô bản đàng hoàng. Đây là cái bản nãy giờ mình bay, mình quay live cam cho bạn coi đó, đó là những cái bản họ quy hoạch rất là đẹp, nghĩa là họ di tản ở dưới cái sông này, ở dưới cái sông Đà này các bạn. Cái trên này là cái bờ kè, họ làm những cái bờ kè lát đường lát đá, những hàng cây dừa cây câu rất là đẹp, nhiều trái xum xuê ở đây đó. Nhưng mà nói chung là em không lấy tiền mà mình phải gửi thôi. Không thể nào vô ăn không rồi không rồi tiền dầu tiền xăng này nữa rất là nhiều. Bạn thấy không? Đường xá hai bên rồi làm kì rồi trồng dừa trồng đồ, đây là cái khu chỗ tái định cư các bạn, rất là đẹp. Đây là họ trồng cái trái. Nhìn đã to không? Nhìn đẹp mà, cuộc sống rất là thanh bình. Nhìn thích kinh khủng luôn á. Thật sự. Mình đi một vòng chỗ này mà coi là cuộc sống rất là thanh bình. Đường xá họ làm bên này nọ nhìn đã không?